Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Trong điều khoản cá nhân với chân sút ghi 34 bàn. Cánh tay phải của Select tái xuất trở lại MU. Cách duy nhất để MU sở hữu chữ ký 150 triệu. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU tăng cường hàng công với chân sút ghi 34 bàn. MU đang tìm cách bổ sung hàng công trong mùa hè này và mục tiêu số 1 của họ là tiền đạo Darwin Núñez của Benfica. Quỷ đỏ sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng của sao trẻ 22 tuổi. Theo nhiều nguồn tin, Darwin Núñez được cho đã chấp thuận điều khoản cá nhân với Man United. Mùa này, cầu thủ người Uruguay đã ghi tới 34 bàn. Trong số đó có nhiều bàn vào lưới các đội bóng lớn như Liverpool, Barcelona, Ajax hay Bayern Munich. MU rất ấn tượng với sự phát triển của Núñez và muốn đưa anh về trong mùa giải tới. Nhà báo Dan Jones cho rằng tiền đạo Darwin Núñez của Benfica sẽ là một bản hợp đồng tuyệt vời cho Man United vào mùa hè này. Cầu thủ 22 tuổi được liên hệ rất nhiều với việc chuyển đến Old Trafford và Dan Jones nghĩ rằng sự có mặt của anh sẽ là phương án phối hợp tuyệt vời cho Ronaldo. Theo tờ Record của Bồ Đào Nha, MU đang nỗ lực trong cuộc đua giành chữ ký Núñez. Quỷ đỏ được cho có cơ hội rất tốt để mua cầu thủ người Uruguay. Trang The Atlantic vào tháng trước cũng khẳng định MU đang nắm lợi thế ở thương vụ này. De Jong chơi rắn với Man United. Theo nhiều nguồn tin uy tín, Ten Hag đang tìm cách tiếp cận cậu học trò cũ Frankie De Jong, ngôi sao từng giúp ông làm nên thành công vang dội tại Ajax. Được biết, quỷ đỏ sẵn sàng chi 75 triệu euro để thuyết phục Barca nhà người. Tuy nhiên, theo Cadena Ser, mọi khó khăn vẫn còn trước mắt đội chủ sân Old Trafford bởi lẽ chính người trong cuộc không hề muốn rời Camp Nou. Nhật báo trên khẳng định rằng De Jong sẵn sàng từ chối bất kỳ sự quan tâm nào đến từ phía MU, kể cả khi việc gia nhập đội bóng này giúp anh tái hợp cùng Ten Hag. Tiền vệ người Hà Lan đang cảm thấy hạnh phúc tại Barca và muốn trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch phục hưng câu lạc bộ. Chính vì vậy, anh cương quyết không rời đi dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Cách duy nhất để MU sở hữu chữ ký 150 triệu. West Ham đã cố gắng cải thiện hợp đồng, nhưng Rai đã từ chối 3 lần liên tiếp. Tiền vệ người Anh không muốn gia hạn mở ra cơ hội cho nhiều ông lớn. Tuy nhiên, bất chấp Rai từ chối đội nhà lần thứ 3, tờ Mirror đưa tin rằng West Ham từ chối bán anh trong mùa hè. Họ muốn ngăn Rai chuyển đến những đối thủ ở giải quốc nội và tự tin sẽ không ai đáp ứng mức giá 150 triệu bảng. Bản thân Rai rất muốn chơi ở C1, đấu trường mà The Hammers chưa đủ điều kiện tham gia mùa tới. Trong khi đó, Quỷ đỏ đang săn lùng những cầu thủ có thể cải thiện chất lượng hàng tiền vệ. Họ sẽ chứng kiến Nemanja Matic, Juan Mata, Jesse Lingard và Paul Pogba ra đi vào cuối mùa giải. Dĩ nhiên, đây là vị trí mà tân huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag sẽ ưu tiên bổ sung. Tuy nhiên, không chỉ MU đang nhắm đến Rai. Man City muốn mua một tiền vệ trung tâm đẳng cấp khi Fernandinho sắp rời đi. Tương tự, Chelsea cũng ngưỡng mộ tài năng của Rai từ lâu. Vướng mắc duy nhất của họ chỉ là mức phí chuyển nhượng 150 triệu bảng. Ronaldo gửi thông điệp đặc biệt dành riêng cho Ten Hag. Ronaldo trong lần đầu tiên bình luận về việc Ten Hag cập bến MU đã bày tỏ sự hào hứng khi được làm việc cùng với tân thuyền trưởng đội bóng. Cụ thể chia sẻ trên trang chủ của MU, siêu sao người Bồ cho biết: "Những gì mà tôi được biết về Erik là một ông đã có những hành trình tuyệt vời cùng Ajax, rằng ông ấy là một huấn luyện viên cực kỳ giàu kinh nghiệm. Thế nhưng chúng ta cũng cần phải cho ông ấy thời gian, mọi thứ cần phải thay đổi theo cách mà ông ấy muốn. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ thành công. Tất nhiên rồi, bởi vì nếu như ông ấy thành công thì cả Manchester cũng sẽ thành công. Tôi cầu chúc cho ông ấy gặp những điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi cảm thấy rất vui và phấn khích. Đó không chỉ là với tư cách của các cầu thủ không thôi đâu, mà còn là của người hâm mộ nữa. Tôi chúc Erik những điều tốt đẹp nhất và hãy cùng tin rằng năm sau chúng ta sẽ giành được những danh hiệu." MU thưởng sao trẻ Garnacho. MU chuẩn bị thưởng sao trẻ 17 tuổi Alessandro Garnacho bằng một bản hợp đồng mới sau danh hiệu vừa đạt được. Garnacho đã giành được cầu thủ trẻ MU hay nhất mùa giải 2021-22. Cầu thủ này đã ghi 15 bàn cùng 6 pha kiến tạo, trong đó có cú đúp đội trẻ MU vô địch FA Youth Cup. Cầu thủ trẻ cánh gần đây được đun lên đội 1 ra mắt trong trận MU 1-1 Chelsea trong tháng 4. Theo Daily Mail, MU thấy rằng phải nhanh chóng thưởng cho Garnacho để giữ chặt tài năng này. Erik ten Hag đụng Liverpool ngay trận ra mắt MU. Trận đấu chính thức đầu tiên của Erik ten Hag với vai trò là thuyền trưởng MU sẽ gặp Liverpool, điều này đã được xác nhận. Chiến lược gia người Hà Lan sẽ tiếp quản công việc từ Ralf Rangnick sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Ajax, bắt đầu ở Old Trafford vào ngày 1 tháng 7.
Cụ thể, MU sẽ đối đầu với Liverpool của Jurgen Klopp vào ngày 12 tháng 7 tại Bangkok, Thái Lan, mang đến thử thách thực sự đầu tiên cho Erik ten Hag. John Mertop có kế hoạch chi tiết cho sự hồi sinh của MU. MU có thể bị các đối thủ mỉa mai vì ăn mừng trước vô địch FA Youth Cup như một vinh dự cấp cao. Nhưng có một lý do thực sự, tại sao thành công vào giữa tuần có thể cung cấp kế hoạch chi tiết cho một đội tiếp theo trong những năm tới? Là đội thành công nhất trong lịch sử lừng lẫy của giải đấu trẻ, có thể nguy hiểm nếu cho rằng Quỷ Đỏ có thể giành được những thành công trong tương lai chỉ vì những chiến tích trong quá khứ của họ. Dù sao, MU có thể tự hào về việc có ít nhất một cầu thủ ở đội học viện góp mặt vào đội 1 trong 4.146 trận gần nhất. Họ cũng đã có đến 243 cầu thủ trẻ được ra mắt đội 1. Đó là một di sản cần được duy trì. Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc bóng đá vào năm ngoái, John Mertop được giao nhiệm vụ giám sát quá trình đại tu học viện và bộ phận tuyển dụng của MU. Một khía cạnh quan trọng của việc xây dựng lại là đưa những nhân sự phù hợp đến đây để duy trì lứa trẻ nổi tiếng của câu lạc bộ, đồng thời mang lại những ý tưởng mới để đổi mới nó. Mertop đã đưa Nick Cox đến và ủng hộ việc bổ nhiệm ông làm người đứng đầu học viện, tiếp quản vai trò từ Nicky Butt. Mùa hè năm đó cũng chứng kiến huấn luyện viên Travis Binnen từng giành Youth Cup đến câu lạc bộ với tư cách là người đứng đầu bộ phận phát triển cầu thủ ở cấp độ U14 đến U16, trước khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đội U18 cách đây một năm. Năm ngoái, MU cũng đã bổ nhiệm Justin Cochrane. Vị huấn luyện viên 40 tuổi đã nhận được lời mời từ Football League và đang chạy đua cho công việc của đội U21 Anh trước khi bị cám dỗ để chuyển đến MU để làm việc với tư cách là người đứng đầu phát triển đội 1. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là việc tuyển dụng các cầu thủ. Là một phần của cuộc đại tu học viện, MU đã cải tiến hoạt động tuyển trạch và huấn luyện của họ để đảm bảo họ có thể săn đón những tài năng trong nước tốt nhất hiện có, cũng như tìm kiếm những tân binh quốc tế. Mertop đã kèm cặp tài năng tuổi teen Haliban Mabry trong trận giao hữu trước mùa giải 2019 của MU với Christensen ở Na Uy. Trong chuyến đi đó, tiền vệ sinh ra ở Pháp đã gặp Paul Pogba và được câu lạc bộ vạch ra tầm nhìn dài hạn. Từ đó, Haliban đã từ chối những lời đề nghị từ Bayern và Barca để chuyển đến Manchester. Một năm sau, MU lùng sục đất Tây Ban Nha để tìm kiếm bộ ba tài năng hàng đầu: Alvaro Fernandez từ Real, Marc Jurador từ Barca và Alessandro Garnacho từ Atlético. Jurador và Garnacho đều tỏa sáng trong trận thắng Nottingham Forest ở FA Youth Cup. Ngay trong đêm đó, hậu vệ Fernandez đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ. Trong cùng mùa hè, Man United đã chiêu dụ Jose Hongil từ Sunderland trong bối cảnh tiền đạo này được Arsenal và Tottenham quan tâm. Đồng thời, Jacky McNeil gia nhập câu lạc bộ từ đối thủ cùng thành phố Man City. Việc bổ nhiệm Erik ten Hag vào mùa hè này là một cơ hội khác để MU đại tu và một cơ hội khác để Mertop thực hiện kế hoạch chi tiết cho sự hồi sinh của Quỷ Đỏ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.